chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trò Đẹp Channel. Tôi là Lương Tuân ạ. Rất vui được gặp lại bà con cô bác và quý anh chị trong chuyên mục chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp của kênh Nhà Đẹp Channel. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con cô bác và quý anh chị chúng ta một cái mẫu nhà máy Nhật hiện đại, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ và một cái khu bếp ăn và 2 khu vệ sinh 2 tầng. Rất là rộng rãi, đẹp, được công ty chúng tôi thiết kế và thi công trực tiếp cho anh Ngọc Anh và chị Hiền tại khu vực huyện Như Thanh của tỉnh Thanh Hóa. Thì hôm nay chúng tôi cũng 2 năm rồi, chúng tôi cũng quay trở lại review và quay lại toàn bộ cái ngôi nhà này từ flycam trên cao, cũng như là khám phá các cái công năng, các cái chức năng, các cái phòng ốc bên trong để giới thiệu và chia sẻ đến bà con chúng ta.
Và sau đây tôi đi chi tiết phần công năng của công trình của nhà anh Ngọc Anh và chị Hiền. Chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ các cái bản vẽ thi công, bản vẽ phương án, bản vẽ chi tiết cửa và phần phong thủy. Và mặt bằng tầng 1 bao gồm chiều rộng là 8m3 và chiều sâu là 16m5. Tầng 1 phòng khách là 27m5. Ngoài ra sau phòng khách thì có một cái phòng vừa ăn vừa để xe. Tiếp đến là đến cái phòng bếp là 26m. Và đi về phía hướng bên tay phải là cái khu tắm riêng và vệ sinh riêng của tầng 1. Còn khu bên tay trái thì là một khu bếp ăn 26m vừa ăn vừa nấu. Và bên hông có một cái cửa D3 hai cánh đi ra phía sân bên. Và bước vào phòng khách thì bên tay phải là một khu cầu thang và hai cái phòng ngủ số 1 và số 2. Phòng ngủ số 2 là 13,6m và phòng ngủ số 1 là 16,7m. Có những nhà được làm vệ sinh chung và vệ sinh khép kín, có những nhà bỏ vệ sinh này thì phòng này nó rộng khoảng 19 đến 20m. Phòng đôi rất là rộng rãi. Và đi phía cầu thang, chúng ta lên đến tầng mặt bằng tầng 2. Công năng thì là tầng 2 thì bao gồm lên đến cầu thang thì chúng ta có một cái phòng sinh hoạt chung là 12m2. Rẽ sang bên tay phải là một cái phòng ngủ 4 là 14,6m và một cái sân phơi là 14m2. Nếu chúng ta không có nhu cầu làm phòng ngủ 4 thì chúng ta có thể bỏ làm sân phơi cả khu vực sơi rộng rãi ngoài này. Và bên tay trái đi cầu thang lên thì chúng ta vào một phòng thờ 15m4 và khu vực ban công nhìn ra phía trước, và một cái phòng ngủ số 3 là 12,1m và một cái vệ sinh chung cho hai phòng. Chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ các cái kích thước cửa sổ cửa đi chi tiết từng cái đố cho chủ nhà đưa cho thợ mộc. Và ngoài ra thì cũng có các cái chỉ dẫn kỹ thuật về kết cấu phần móng, mặt cắt các cái phần dầm móng, mặt cắt đài móng, rồi bao gồm thống kê tất cả các toàn bộ thép từ móng, các phần riêng biệt để chúng ta thuận tiện trong quá trình đặt thép và lấy thép theo tiến độ thi công, bể nước, bể phốt, chi tiết kết cấu cầu thang, chia bậc cầu thang, bố trí thép cột, mặt bằng sàn, dầm, tầng 1, tầng 2 đầy đủ chi tiết, mặt bằng điện nước, mặt bằng chống sét, các cái chi tiết phào chỉ, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, mặt đứng, mặt bên, mặt bằng mái, đầy đủ để bà con chúng ta chỉ việc giao cho thợ như thế là tiến hành thi công. Và sau đây thì chúng tôi tiếp theo chúng ta lại đi vào tham quan thực tế cái công năng của ngôi nhà. Thì công năng của ngôi nhà, ta bước vào cái tầng 1 là một cái phòng khách 27m2, 27,5m2.
và khu vực về bếp ăn thì phía sau, và một cái khu vực để cái đi cái cửa hai cánh bên hông đi để xe vào phía sau. Và chúng ta có thể ngày thường chúng ta có thể là làm một cái phòng ăn liên hoàn với phòng bếp rất là rộng rãi thoải mái. Phòng bếp rất là sáng sủa thoải mái. Thì ngoài ra thì liên kết giữa cái phòng bếp và cái phòng khách liên hoàn thì chúng tôi cũng bố trí các cái vòm và bố trí các cái hệ lam về phòng khách, trang trí rất là đơn giản, hiện đại, không cầu kỳ nhưng mà cũng không cũng cũng rất là nhiều người thì ưa thích cái phong cách hiện đại và đơn giản như như thế này. Thì trong quá trình 2 năm sử dụng thì chủ nhà chúng tôi đến thăm lại thì rất là đang còn rất là mới mẻ và nước sơn rất là bền. Hầu như công trình 2 năm sử dụng rồi nhưng mà đến cảm giác như là mới vừa làm xong, đang rất là sạch sẽ, sơn bền màu. Phong cách kiến trúc thì đơn giản tối giản mà cũng thông thoáng. Còn đây chúng ta bước vào cái khu vệ sinh của cái tầng 1. Đầu tiên là chúng ta có một cái phòng tắm rộng rãi cho cái khu vực tầng 1, và tiếp phòng tắm là chúng ta có một cái nhà vệ sinh, và ở cái góc cái đây chúng tôi bố trí thêm một cái máy giặt để chủ nhà không phải leo trèo lên tầng giặt, chúng ta có thể phơi phóng bên dưới hoặc là đưa lên tầng chúng ta phơi. Đây, đây là khu tắm. Khách thì chủ nhà đặt bộ bàn ghế rất là rộng, ghế đồng kỵ gỗ mun sọc, tôi bố trí lam và đồng hồ gỗ gắn liền tạo cái vách ngăn nhẹ giữa cái phòng ăn và cái phòng khách. Và chúng tôi cũng bố trí các cái khung tranh, chủ nhà cũng đang đặt những bức tranh thay cái bức tranh đẹp, tranh sơn mài hoặc là các cái bức tranh sơn dầu, tranh thêu thì đã đặt vào các cái khung tranh bố trí sẵn. Bên trong khung tranh thì cũng có dán giấy Hàn Quốc để tạo cái nền để đặt bức tranh cho nó nổi bật. Và bây giờ thì chúng ta tiếp theo chúng ta vào cái phòng ngủ số 2 bên cạnh cái khu cầu thang và đằng sau cái phòng số 1. Phòng ngủ số 2 này rộng là 10 13,6 m². Phía trước là phòng ngủ 1 là khoảng gần 20 m². Nếu chủ nhà làm cái vệ sinh khép kín thì khoảng 16,7 m², nhưng mà khi tầng 3 bỏ cái phi vệ sinh khép kín bên dưới thì phòng này rộng khoảng gần 20 m², rất là rộng rãi để cho phòng đôi cho hai chú nhóc này học hành. Và bà con cô bác chúng ta cần cái bản vẽ này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tư vấn và cung cấp đầy đủ các cái bản vẽ chi tiết cái mẫu nhà như thế này. Cách đây 2 năm thì chủ nhà làm hết khoảng gần 1 tỷ đồng. Hệ khung gỗ, cửa gỗ pano rất là chắc chắn. Và tiếp theo thì chúng ta đi cái bậc cầu thang, chúng ta lên khám phá cái khu vực tầng 2. Thì
Khu vực hai trước tôi đã nói công năng rồi, thì bây giờ chúng ta đi lên, chúng ta tham khảo các cái phòng. Bước lên hết cầu thang thì chúng ta có một cái phòng sinh hoạt chung trên này, chung rộng khoảng 12 mét vuông. Thì đây là điểm trung chuyển các cái phòng chức năng. Phòng sinh hoạt chung thì phía bên tay trái chúng ta đang đi đây là một cái khu vệ sinh cho khu vực tầng 2. Và hết cái khu vệ sinh thì chúng ta sẽ vào cái phòng ngủ số 3, rộng 12,5 mét vuông. Và bên cạnh cái phòng số 3 là một cái phòng thờ. Đấy. Chúng ta bước vào phòng số 3 thì chủ nhà làm cũng chưa có nhu cầu nên là cũng chưa chưa bày biện các cái nội thất để ở cái phòng này. Thì gia đình có hai vợ chồng và hai cháu nhỏ cho nên là cũng chưa có nhu cầu sử dụng tầng 2, mà chủ yếu sử dụng ở bên dưới tầng 1 và làm chỗ đây để cho khi nào có đón ông bà già hoặc là khách khứa thì họ có thêm thành viên thì mới, và thành viên lớn lên tách phòng thì mới sử dụng đến các cái phòng chức năng trên tầng 2. Mà phía bên tay phải chúng ta đang đi ra là chúng ta ra cái khu vực cả sân phơi và phòng ngủ 4, nhưng mà chủ nhà cũng chưa có nhu cầu nhiều nên là cái phòng ngủ 4 cũng chưa chưa xây thêm và cũng chưa 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 thương lại để thành một cái phòng. Thì đây tất cả dùng cho sinh phơi và cái khu vực làm giàn trồng cây, nhưng mà chủ nhà cũng chưa có trồng cây đầy đủ. Thì xung quanh là cũng là trồng keo rất là mát mẻ rồi, nên là cái khu vực ngoài này cũng rất là rộng rãi, mình có thể tạo thành các cái phòng, các cái khu vực chức năng theo sở thích của từng người gia chủ khác nhau. Thì gia chủ này định trồng các cái cây dàn phong lan hoặc là dàn hoa giấy mát, nhưng mà chủ nhà cũng chưa thực hiện. Mà chúng ta bước theo theo chúng ta bước vào cái khu vực phòng thờ rộng khoảng gần 15 mét vuông, rất là rộng rãi. Và phía ngoài khu vực phòng thờ thì có một cái cửa sổ và một cái cửa đi ra bên cái ban công phía ngoài để tạo cái điểm nhấn, và cũng là tạo cái sinh phòng sinh hoạt chung cho các cái phòng chức năng ở trên tầng 2. Chúng ta có thể ra trước ban công để chúng ta ngắm xuống các cái khu vực xung quanh và khu vực tầng 1.
Vâng, các bạn cùng tôi và cùng chúng tôi khám phá toàn bộ tham quan toàn bộ và khám phá từ ngoại thất bên ngoài cũng như các cái công năng bên trong của ngôi nhà mái Nhật hai tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và một cái khu sinh, một cái khu bếp mà có cái khu vệ sinh chức năng tiện lợi hợp lý cho một cái gia đình ở khu vực nông thôn, với diện tích rộng là 8,5 và chiều dài sâu là 16,5. Thì rất mong được hợp tác cùng các bà con các bác trên mọi miền đất nước. Khi có nhu cầu thiết kế hãy liên hệ với kênh Nhà Đẹp Chúng Tôi. Các bạn xem xong nhớ không bỏ lỡ những cái video thú vị và những cái video chúng tôi update mới nhất lên, thì hãy nhấn đăng ký, nhấn subscribe, nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận được những các cái mẫu nhà, những cái chia sẻ từ tâm chúng tôi đến với bà con cô bác và quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.